Em chào các bác nhá. Trong video clip ngày hôm nay, em gửi tới các bác một mẫu xe sang đến từ thương hiệu của Đức. Xe còn rất là đẹp và giá thành hợp lý, các bác nhà mình ai cũng có thể là mua được cái chiếc xe này. Xe được mang tên là BMW 325, sản xuất năm 2007 và đăng ký lần đầu năm 2008. Số tự động máy 2.5. Nội thất của xe đây ạ. Với thiết kế phần nội thất của xe nhìn rất đẹp mắt đúng không ạ? Đây các bác xem, chiếc xe mới về xong tại cửa hàng thì em quay lên luôn cho các bác xem đây. Xe chạy rất ít luôn, cho nên là về chất xe còn rất là đảm bảo và còn rất là đẹp, rất là tốt các bác nhá. Đây các bác xem, các bác xem một vài vị trí này. Đấy, đẹp chưa? Ngay những cái vị trí ban đầu của chiếc xe thì các bác có thể là nhìn thấy đây. Đấy. Chốt khóa, móc khóa của xe này rất mới này, như kiểu là đời 2017 luôn đúng không ạ? So với đây, những chiếc xe đời cao thì chiếc xe này nó cũng không thua kém đâu ạ. Đây các bác xem này, ghế da này, ghế da ngồi ít cho nên mới được đẹp như thế này các bác nhá. Đây. Bên đây cũng vậy, ghế này cũng ngồi rất là ít này, ghế xịn nguyên bản theo xe chứ không phải là ghế bọc lại các bác nhá. Đấy, và vô lăng cũng vậy, vô lăng của xe cũng rất là đẹp luôn này. Đấy, các bác xem. Và đồng hồ của chiếc xe đang hiển thị ở trên đây là 12 vận chuẩn nhá. Đấy, 12 vận chuẩn. Đây, chỗ này cũng là da xịn đây này các bác này. Đấy, chỗ này cũng là da xịn nhá. Đấy, em quay các bác xem gần một chút này. Đấy, da xịn nguyên bản theo xe, hệ thống điều hòa ô tô tự động. Đấy, form mới rồi, cho nên là cái phần táp lô cho đến phần tất cả tổng thể nội thất ngoại thất nó cũng có sự khác biệt. Đây, sự khác biệt rồi các bác nhá. Điều hòa ô tô, hệ thống âm thanh đầu đài nguyên zin theo xe, chìa khóa thông minh start top. Đấy, vô lăng ba chấu có những cái phím điều khiển ở trên nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Với được sơn màu bạc và chiếc này vẫn là một chủ từ đầu nhá, em mới tháo biển ra, mới tháo biển ra để vệ sinh, không phải đi rút hồ sơ. Chiếc này thì không rút hồ sơ nhá, mà tháo ra để vệ sinh thôi. Đấy, các bác nhà mình lấy thì bên em lại lắp vào, hết sức đơn giản thôi. Biển thì ở gần khu vực Hải Dương của em nhé các bác nhá. Một dàn lốp của xe thì còn rất là mới, chủ trước vừa mới lắp xong, chủ trước vừa mới lắp xong, đi được ít bữa thì là có việc là bán lại cho bên em chiếc xe này, và người ta dùng tiền người ta mua chiếc xe đời cao hơn các bác nhá. Đây các bác xem, em quay các bác xem một vài vị trí để các bác biết hình dung ngay về những cái phút ban đầu của chiếc xe này, để biết được cái chất lượng của chiếc xe ra làm sao, để các bác nhà mình có động lực để xem video tiếp. Đấy, xe cực đẹp cực chất luôn các bác nhá, zin hết, máy số của xe vẫn zin, keo chỉ là vẫn còn nguyên bản nguyên zin. Chiếc xe với độ zin nguyên bản của xe thì gần như là tuyệt đối luôn các bác nhá, độ zin nguyên bản của xe thì gần như là tuyệt đối luôn rồi. Đây cốp thì em cũng tiện mở cốp đây luôn cho các bác xem này. Đây lì cốp này, lì cốp mới chưa, không khác gì những cái mẫu xe đời 2017 luôn. Về cái độ mới của chiếc xe này thì cũng không khác đâu ạ, không thua kém đối với những chiếc xe đời cao đâu ạ. Bên em toàn tuyển chọn những mẫu xe đẹp, mẫu xe chất về bán thôi. Tuy rằng là giá thành thì nó cũng có thể là nó sẽ hơi nhỉnh một chút so với thị trường, nhưng mà về cái cơ bản chất lượng của nó thì lại rất là đảm bảo luôn, có thể là so sánh được với lại những mẫu xe đời cao luôn. Chẳng qua là chỉ mất cái đời thôi các bác nhá, chứ còn về chất lượng của xe thì không thua kém đâu ạ. Rồi, mời các bác cùng xem sơ một vòng, của chiếc xe. Đây táp lô táp đi của nó đây. Đấy, rất là căng đúng không ạ? Thông tin đầy đủ ở trên đây. Tất cả móc khóa của xe thì còn mới như này các bác này, còn mới như này luôn này. Đấy, sàn của xe thì được bọc lót thảm 5D đấy của hãng BMW luôn các bác nhá. Đấy, ghế này này, ghế này ngồi nhiều nhất đây, được đẹp như này luôn các bác thấy đúng không ạ? Sơn zin của xe này vẫn còn cơ các bác ạ. Một dàn lốp của xe thì còn rất mới luôn. Đây, những cái móc khóa đây các bác xem này. Đấy, ghế da zin này. Tí em sẽ quay chỉ kỹ cho các bác xem nhá. La răng đúc nguyên bản theo xe, và la răng đúc của xe các bác thấy đây, nó chỉ hơi ố này, cái ố này thì mình về mình tẩy đi được nhá. Chứ không phải là nó bị xước hay nó bị hỏng, mà nó chỉ ố này các bác này. Đấy, nó có hiện tượng ố này, ố vàng này. Về mình vệ sinh, mình đánh tẩy đi sạch sẽ ngay. Đấy, vành lốp của xe là chưa bị sơn lại các bác nhá. À, một bộ lốp 4 quả của xe thì còn rất là dày, rất dày luôn. Đây các bác xem, đèn pha trong vắt luôn các bác nhá. Đèn pha này, đèn pha có trang bị đèn bi này, đèn led này. Đấy, xung quanh cái phần đây các bác thấy cái viền, cái viền tròn tròn này này, chính là cái một cái dải đèn led các bác nhá, dải led. Còn trong là đèn bi, đèn cầu. Đây là đây chỗ này các bác này. Chỗ này là vị trí rửa pha. Đấy,
Đây là cái điểm để rửa pha các bác nhá. Bên kia cũng vậy, rửa đèn đấy ạ. Thì đây là cái phần đầu của cái chiếc xe. Đây, các bác có thể là nhìn thoát qua thấy là chiếc xe này đây. Những cái cụm đèn của xe đúng không ạ? Đăng kiểm thì không còn nhiều các bác nhá. Đăng kiểm thì cũng còn ít rồi thôi. Đấy, tháng 5 mà. Nhưng mà khi hết đăng kiểm thì bên em sẽ cho đi đăng kiểm, các bác yên tâm nhá. Và bây giờ thì mời các bác đón xem chi tiết về xe. Đấy, từng phần một, nào nội thất, ngoại thất, nào là phần gầm, phần máy. Thì các bác mình đón xem hết video nhá. Trong video này thì em sẽ làm tầm khoảng loanh quanh hơn chục phút, gần 20 phút để các bác xem ngắm kỹ về xe. Các bác đúng chân mình alo nhá. Để xem thêm những video khác, những chiếc xe khác của bên em đăng lên thì các bác hãy đăng ký, nhấn theo dõi để được xem thêm, xem tất cả những cái mặt hàng, những chiếc xe hiện tại đang có ở cửa hàng bên em. Các bác nhá. Ok. Đấy, bây giờ em quay gần đây, quay kỹ đây cho các bác xem ạ. Nội thất của chiếc xe này được thiết kế là bằng chất liệu da, từ cái phần tóc ly cửa cho đến phần tóc lô cho đến phần ghế da. Đấy. Các bác có thể nhìn qua video nhá. Đây các bác này. Đấy, da xịn nhá. Giá này da nguyên theo xe từ lúc mới luôn. Đấy, từ lúc mới các bác nhá. Đấy, nội thất với tông màu kem. Khá là sáng xe đúng không ạ? Gioăng cửa đẹp này. Đấy, vách cửa đẹp này, sơn zin lòng trong của xe vẫn còn nguyên hết các bác nhá. Những cái phần gioăng cửa đây. Đấy, ốp mạ chrome bên ngoài đây, rất là sáng đẹp. Khi mình đóng cửa lại thì nhìn cái phần mạ chrome này nó sẽ sáng hơn nhiều nữa. Với đời 2007 mà được như thế này thì không có nhiều trên thị trường các bác nhá. Không bao giờ có nhiều đâu ạ. Sẽ rất ít có những cái chiếc xe mà đẹp như thế này trên thị trường. Các bác có thể là so sánh mà đúng không ạ? Em nói ở trên đây thì cũng là một cách để quảng cáo thôi, nhưng mà các bác nhà mình có thể là so sánh nhá, so sánh chiếc xe này của em với lại những cái mẫu xe khác đang được bày bán ở trên thị trường. Đây các bác xem nhá, xe chỗ này thì có túi khí này, và vị trí này này giới thiệu các bác là chỗ này là tắp phần vị trí da. Đây là da nhá. Da xịn. Đây, còn rất mới đây đúng không ạ? Chỗ này là sơn gỗ này, sơn giả gỗ này. Rất là bóng đẹp, rất là mới. Tất cả cửa gió, đồ nhựa xe là còn nguyên vẹn hết các bác nhá. Đấy. Cốp đồ trong này các bác này nó còn không bị bẩn này. Nhiều con bẩn rồi, cái cốp đồ này của em nó còn không bị bẩn luôn. Đấy, thế cơ mà, đúng không ạ? Đồ nhựa này như mới luôn, các bác có thể nhìn thấy. Ở trong này lý này, lý cũng như mới luôn các bác nhá. Đây là lốt thảm mình có thể là bỏ ra, mình có thể là mình lắp vào. Đấy. Bỏ thảm ra thì phần lý lộ ra toàn lý đẹp thôi. Đây, chỗ này có bằng da này. Đây, chỗ này da, chỗ này là sơn vân gỗ này. Đấy, chỗ này là hộp đồ nhá, hộp đồ đây. Chỗ này thiết kế cổng AUX này, nghe nhạc, rồi đây là mình sạc điện thoại đúng không ạ? Đấy. Rất là sáng đẹp luôn. Chiếc xe gọi là nói là rất ít có đúng không ạ? Đây, da phanh tay này. Đấy, phanh tay của xe nó cũng không bị kém luôn này các bác này. Quá đẹp đúng không ạ? Phải nói là chiếc xe mỹ mãn. Khó có thể là kiếm được một chiếc xe nào đấy được đẹp như thế này trên thị trường. Các bác nhà mình có thể tìm hiểu và đến xem xe trực tiếp của em, và đến xem xe trực tiếp tại những cái cửa hàng khác xem là như nào nhá. Còn đây là chìa khóa thông minh của chiếc xe được cắm vào đây. Đấy. Và mình có thể đeo vào túi quần các bác nhá. Để lỗ thông minh tắt tốt này, chỗ này là mình chốt cửa này, chỉnh gió nóng lạnh này, sinh ra đi thẳng này. Đấy. Tất cả cửa gió của xe rất là đẹp. Và nút bấm của xe là chỗ này là không bị mòn nhá. Nhiều con bị mòn rồi, nó bị mòn này. Cái chữ start top này ấy, chữ engine start top này là còn thậm chí còn không nhìn thấy được cơ. Đấy các bác nhá. Đấy, vô lăng của xe này quá đẹp luôn. Vừa em quay rồi em quay lại cho các bác mình xem nữa này. Đấy, thực sự là phải là hàng hiếm đúng không ạ? Thứ nhất là chủ xe chạy ít và giữ gìn thì nó mới được đẹp như thế đúng không ạ? Đây nha, chỗ này có túi khí nữa các bác nhá, rất là nhiều túi khí luôn. Đấy, rất nhiều luôn. Đấy, chỗ này nữa này, đây là cái phần che nắng này, còn đây là mình thấy là có đèn trần đúng không ạ? Tôn vỏ nguyên zin các bác nhá. Đây, tôn vỏ gỗ này rất là kêu. Cao chỉ của xe là không mất bị không bị mất phát nào. Nếu bị va bị quẹt đấy ạ, ví dụ như nó quẹt vào đây, nó va vào đây sẽ bị móp méo đi. Khi móp méo thì những cái đường chỉ như này này, những cái đường chỉ như này nó sẽ bị mất các bác nhá, nó sẽ không có cái đường chỉ như này nữa. Đấy, nếu mà bị va quẹt thì nó sẽ bị mất như vậy. Các bác mình đi xem mình cứ nhìn thế cho em. Nếu mà bị va bị quẹt thì nó sẽ không còn chỉ các bác nhá. Còn chiếc xe nào mà còn nguyên chỉ thì chắc chắn là điều là chiếc xe đó là sẽ không bị đâm đụng va quẹt rồi.
có thì cũng chỉ là gọi là xước sát bên ngoài thôi, đúng không ạ? Không vào đến phần móc méo khung xương. Đây một cái cánh nữa đây ạ, một cánh sau cho các bác xem đây. Gioăng cửa xe như mới luôn, đúng không ạ? Đây. Em quay kỹ này. Rất kỹ luôn cho các bác xem này. Đây gioăng cửa này. Đẹp chưa? Chỗ này là có rèm che nắng các bác nhá. Đây, rèm đây nữa này. Đấy, rất là hay, đúng không ạ? Khóa khiển của xe vẫn hoạt động bình thường. Lòng trong này các bác xem này. Lòng trong này sơn zin này, lòng trong sơn zin của xe này. Rất mới luôn này, tất cả những con bù lông eco fit của xe đây các bác nhìn thấy là nó còn rất là sáng đẹp này. Đấy. Rất sáng đẹp luôn. Đấy, cái chốt móc khóa này. Đấy, cái phần tì tay bám tay này. Xe này em còn chưa vệ sinh nội thất cơ các bác ạ. Đấy. Rất đẹp luôn. Phải nói là quá đẹp đúng không ạ? Em ở trên đây thì tất nhiên thì em khen là một phần, nhưng các bác nhà mình nhìn trực tiếp, nhìn thực tế, nhìn thẳng vào cái chiếc xe thì các bác có thể nhìn thấy chiếc xe nó đẹp như nào, đúng không ạ? Chiếc xe mà đẹp nhiều thì em sẽ khen nhiều và em sẽ nói nhiều về cái độ đẹp. Em sẽ bao giờ em sẽ nói nhiều về cái độ đẹp và quay sẽ nhiều hơn, đúng không ạ? Những chiếc xe bình thường thì em sẽ quay video nó ít đi, và khi nói thì chỗ nào đẹp em mới nói được, còn chỗ nào không đẹp thì em không nói. Nhưng mà chỗ này, như chiếc xe này đấy, là em thấy là chỗ nào nó cũng đẹp luôn các bác ạ. Đây, từ nãy giờ nên là gần như là không có chỗ nào để chê đối với cái chiếc xe này luôn. Đây các bác xem mặt ngồi của nó này, cái mặt này là ít khi ngồi đến luôn này, mới được đẹp, mới được mới như này này, ít khi ngồi đến nó, đúng không ạ? Và đó là cực kỳ hiếm có một con xe nào được đẹp như vậy. Chỗ này là tì tay nhá. Đấy, để đồ, để nước này, khay đồ này, đây luôn này. Chỗ này là một cái hộp để đồ này. Đây, chỗ này là chỗ để đồ nhá. Đây các bác nhá, đây mình có thể là được thông được sang phía sau để mình có thể chui sang phía cốp được sau được các bác nhá. Đây lý của nó này. Đấy, lý đằng bên kia cũng được mới thế này luôn nhá. Đấy. Đấy là như vậy. Phía sau đây thì có thiết kế rèm che nắng màu đen đen này, cái rèm này, cái này màu đen này nhá. Rèm che nắng. Còn đây có túi khí này các bác này. Bên kia cũng vậy nhá, túi khí nhá. Rất là nhiều túi khí luôn. Đây sàn đây. À, lý đẹp chưa này các bác này, lý rất mới nhá. Tất cả con ốc ở chân ghế của xe là không bị han mục mọt nhá. Chỗ này là hộp đồ này. Đấy, để kẹo để mình gạt tàn. Đấy, có cửa gió phía sau mình có thể điều chỉnh tự tùy ý nhá. Quay kỹ, quay sát, quay gần, quay từng phần, quay chi tiết cho các bác mình xem không thiếu bộ phận nào, chi tiết nào của chiếc xe. Đấy, đèn trần đây, đèn trần cũng được thiết kế là một cái dạng đèn đặc biệt các bác nhá. Rồi, cốp lại thì em quay rồi đúng không ạ? Bây giờ em sẽ đóng cốp lại đi. Phải nói là đẹp mê ly luôn các bác ạ. Tất cả đồ đạc của xe còn zin hết, còn liền xe hết các bác nhá. Đây, cửa đóng chắc lịch này, tôn vỏ dày cho nên là cửa đóng chắc lịch. Tất cả kính của xe đều là kính zin các bác nhá. Tất cả kính như này, và kính của xe được bọc dán hết rồi. Đây, phần đuôi của chiếc xe đây. Để tí em sẽ quay kỹ hơn các bác xem nhá. Bây giờ em quay. Bây giờ trời hôm nay nó mưa bù, mới có trưa tối mà trời mưa quá. Khả năng em sẽ quay nhanh một chút để còn quay những cái video khác cho các bác mình xem, đúng không ạ? Rồi các bác xem những vị trí của chiếc xe này. Nó là đẹp zin các bác nhá, đẹp zin chứ không phải là đẹp làm lại. Những cái dòng xe tàu chạy 10 vạn, 15 vạn cũng không thể làm cũ được chiếc xe. Không nói gì đến những cái dòng xe mà đời của hãng BMW này, đúng không ạ? Không nói gì đến những cái hãng BMW mà chạy chục vạn, hơn chục vạn này không là cái gì cả, đúng không ạ? Các bác có thể thấy rằng là một số những cái mẫu xe đời 2018 luôn, 2017, 18, 19 nó cũng chạy đến cả chục vạn rồi, đúng không ạ? Ô tô nó khác với xe máy các bác nhá. Ô tô là hay đi đường dài, mà thường thường là đôi khi là những cái chiếc xe đời 2018-19 đi hơn 10 vạn là bình thường, và bên em bắt gặp rất là nhiều rồi. Đấy. Nhưng mà chiếc xe này 2007 mà chạy 12 vạn, phải nói là cũng như vậy là cũng có thể là so sánh được với những cái mẫu xe đời cao, đúng không ạ? Như vậy là chạy ít, nếu mà ô tô mà chạy 10 vạn, hơn 10 vạn một tí là chạy ít các bác nhá. Đấy. Nó rất là mới đây. Rất là mới luôn này các bác này. Cái từng cái vị trí một này.
đấy, từng cái vị trí nhỏ một đấy. Các bác có thể là nhìn thấy này, những cái vị trí mà mình bước ra bước vào nhiều này, bình thường nó hay đá chân vào đây nhiều này, hay đá chân ra nhiều thì thường thường các bác thì là biết là nó hay bị xước đúng không ạ, và do người sẽ bị rách này, đá chân vào mà mình bước vào mà không để ý là đá chân vào ngay đúng không ạ. Đấy, đẹp chưa, cửa đóng nhá. Đấy, cửa đóng này. Rồi tiếp tục đây, các bác mình xem một cái cánh nữa này, rong như mới luôn này. Rong cửa của dòng xe Đức thì rất là dai, rất là dẻo nhá, và khi đóng ấy là nó rất là mút và nó không bị bẹp. Thường thường là một số những cái rong đấy ạ, rong của một số xe là nó hay bị bẹp, cho nên là độ cách âm cách ồn của nó là không được tốt, không được cao. Đây các bác xem nhá, những cái rong là rất là phồng phao này, những cái phần vách mép cánh cửa này lòng trong là sơn zin hết này các bác này, keo chỉ đây nhá, keo chỉ là nguyên zin hết này, đồ nhựa ở xe là không bị bạc màu, không bị ố luôn, rất là tươi. Đúng không ạ? Cái chỗ này là bẩn nhá, đấy, lau phát là hết ngay này. Đấy, dùng tay không lau là cũng đã mời rồi đúng không ạ. Đấy, quay kỹ cho các bác xem cái vị trí này nhá. Đấy, chỗ này tay bám này, đây là vị trí mình điều chỉnh kính cửa và gương cái điện. Đây chỗ này đây ạ, chỗ này các bác nhìn thấy gì ạ, có cũng giống cái bên kia thôi, ở trên đây là phần bằng da, chỗ này là sơn gỗ, chỗ này là công tắc chỉnh đèn các bác nhá. Đấy, đây là tay mở, tay mở cabo này, tay mở cabo này, đây các bác nhá. Phần tắp đô của dòng xe đời cao này thì đã thiết kế khác biệt rồi, nhìn chất hơn nhiều rồi đúng không ạ. Những mẫu này ngày xưa rất là nhiều tiền đấy các bác ạ, những cái dòng xe BMW này ngày xưa rất là đắt tiền. Thế nhưng mà bây giờ chẳng qua là đời nó thấp thôi, xe thì vẫn đẹp, xe thì vẫn đẹp thật. Thế nhưng mà chẳng qua là đời nó bị thấp thôi, cho nên là giá nó mới xuống như vậy, chỉ loanh quanh 300 triệu thôi thì mình có thể là mua được cái mẫu xe này rồi các bác nhá. Rẻ không ạ? Quá rẻ đúng không ạ? Chỉ vì đời thấp thôi, về chất lượng và tất cả các thứ thì các bác cũng hoàn toàn yên tâm. Đây này, tất cả logo, tem mác của xe nguyên zin hết đấy các bác này. Đấy, ghế điện nhá. Đấy, ghế điện điều chỉnh nhiều hướng. Rồi, em đóng lại. Cửa đóng các bác có thể nghe thấy là tiếng đóng cửa nó rất là êm đúng không ạ? Và đây là phần bên ngoài này, phần bên ngoài thì các bác có thể nhìn thấy là tất cả đồ lạc của xe rất là liền lạc này, khe mép của xe rất là đều này. Đấy, rất là khít để nịt luôn đúng không ạ? Đèn trước, đèn sau, đèn zin nhá, rất là trong. Có cảm biến lùi đây, những cái mắt cảm biến lùi đây đúng không ạ? Đấy, logo của xe cũng rất là mới đây, logo biểu tượng này. Đấy, rồi tên xe này, kính của xe này được bọc dán hết rồi, bọc dán xung quanh hết rồi các bác nhá. Đấy, lốp dày này. Tiện đây thì em quay gầm luôn cho các bác xem nhá. Đấy, cái lỉ mà được bảo vệ ở dưới phần cu lốp này vẫn còn nguyên đẹp nha các bác nhá. Đấy, lỉ vẫn còn nguyên đẹp luôn. Đấy, trời đã tối rồi, tối nhanh quá. Đấy, nước sơn của xe này, nước sơn của xe rất là lì luôn. Đấy, tôn vỏ này các bác này, vỏ này kêu loang quang cả nhá. Đây các bác xem nhá, rất là mượt mà đúng không ạ? Tất cả đồ nhựa bên ngoài của xe nó còn không bị ố này đúng không ạ? Nhiều con để bên ngoài trời mưa lắng là hay bị ố cả phần nhựa. Đấy, sơn xi sạch sẽ đây. Lấy em quay xa, bây giờ em quay gần, quay gần chi tiết hơn nữa đây các bác xem này, đèn pha trong vắt luôn, kể cả đèn gầm đúng không ạ? Mặt logo này. Đấy, rồi đây là cản trước này, dòng BMW thì luôn luôn kể cả như là xe sang tới đâu thì cũng được thiết kế hình là mặt ga lăng như thế kia nhá, kiểu giống hai cái quả, gọi là quả thận hay cho cái gì nhỉ. Đấy, giống hai quả thận. Vâng, đây các bác xem nhá, đèn này, lốp la răng này, lốp của xe là vừa mới thay xong và la răng của xe là rất là đẹp, không bị xước đúng không ạ? Không bị xước và chưa bị sơn lại. Cái phần la răng ấy là thường thường hay đi va vào bờ lốp rồi những cái ổ gà ổ vịt là hay bị xước la răng đấy, nhưng mà trước này của em là không bị xước luôn, các bác có thể thấy đúng không ạ? Quá đẹp đúng không ạ? Các bác xem nhá, mình xem hết video nhá, và
Khi mình thích rồi thì nhấc máy alo sớm để được chốt xe. Chốt xe thì mình có thể là chốt qua điện thoại, có thể là bên em đánh xe tới tận nơi cho các bác để xem. Xem được thì chốt, xem xong thì mua, được thì mua, không được thì bên em lại đánh về. Đây bên em có chương trình như vậy, là cứ đánh xe tận nhà, xem được thì mua, không được thì bên em lại đánh về. Và mình có thể tới địa chỉ trực tiếp là 166 Hồng Châu. Đấy, bãi xe bên em này na niệt xe luôn, các dòng các loại luôn. Để tràn ngập xe ra ngoài đường luôn này các bác này. Tràn ngập xe ra ngoài đường. Hơn 100 xe các loại, các xe tự động, sàn rồi 7 chỗ 4 chỗ máy xăng máy dầu có đủ cả các bác nhá. Và những dòng xe gồ ghề độc lạ này bên em thì lại có rất là nhiều luôn cho các bác mình xem lựa chọn. Rồi bây giờ thì đến phần cua lốp và phần gầm bên đây các bác xem. Đẹp lắm đấy ạ. Rồi, có đẹp đúng không ạ? Gầm này. Đây gầm các bác xem đây nhá. Chỉ có hiện tượng bẩn thôi nhá. Đấy, không có hiện tượng khác ngoài bẩn. Đây gầm đây đẹp chưa? Cái phần nhựa ốp ở dưới gầm vẫn còn nguyên các bác nhỉ. Không bị gãy vỡ gì. Và bây giờ là đến phần động cơ đây, một cái phần rất là quan trọng mà các bác đang chờ đợi đúng không ạ? À chỗ này nhá, em giới thiệu các bác mình chỗ này nhá. Chỗ này là có nút Cruise Control ga tự động nhá. Đây là chính là ga tự động này, cái cần này này để mình ga tự động khi khi đi. Đây vô đăng gật gù. Đấy. Ga tự động nghĩa là mình khi đặt một cái tốc độ nào đấy thì mình không cần phải đạp chân ga nữa các bác nhá. Và để cho nó tự chạy. Đây, bây giờ là phần động cơ khoang máy này. Động cơ khoang máy đẹp chưa? Cabo này. Úi xời, đó là không có một cái lời gì để tả hơn được nữa các bác ạ với cái đời này. Đây máy này, máy như mới luôn này các bác này. Da máy của xe này. Sáng đẹp chưa? Da máy của xe cực tươi và sáng luôn đúng không ạ? Máy zin các bác nhá. Máy chưa làm lại đâu. Về xe thì gần như là không có gì để mà chê rồi các bác ạ. Chiếc xe không có gì để chê cả. Máy số đại chất, gầm bệ chắc lịch, chạy sướng luôn. Đấy, và chiếc xe này thì em cũng đã quay và giới thiệu gửi cho các bác mình biết thông tin hình ảnh video, cho thông tin đầy đủ chi tiết rồi. Thì mình xem xong mà thấy chiếc xe này phù hợp, thấy chiếc xe này tốt thì các bác nhà mình có thể là lựa chọn. Với cái phần tầm tiền loanh quanh chỉ có 300 triệu thôi. Đấy, thường thường thì bên em vẫn bán cái dòng này là trên 300 triệu nhá. Còn thì cụ thể giá như thế nào thì em sẽ ghim vào tiêu đề. Và các bác hãy alo cho bên em để chốt một cái giá tốt các bác nhá. Khi các bác chốt thì luôn luôn giá nó sẽ tốt hơn so với cái giá mà đưa ra. Đấy. Các bác lưu ý là như vậy nhá. Đấy, với tầm tiền như vậy thôi mà mình được sở hữu một chiếc xe sang đến thương hiệu của Đức, nhập Đức luôn các bác nhá. Đấy. Chẳng qua là đời nó thấp thôi, như em cũng đã giới thiệu chẳng qua là đời thấp thôi, chứ còn nếu con này mà đời cao cao một tí nữa thì không bao giờ có cái giá loanh quanh tầm tiền đấy đâu ạ, không phải là cao hơn nữa đúng không ạ? Ngày xưa rất là nhiều tiền mà đến bây giờ đời thấp thôi mà giá trị của nó đã xuống rất là nhiều rồi. Gia đình nhiều nào cũng thể nào mua được chiếc xe này đúng không ạ? Thôi rồi em nói thế thôi nhá. Nói cũng hơi dài dòng một chút đúng không ạ? Các bác nhà mình yêu thích rồi mình nhấc máy alo sớm theo hai số điện thoại đây. Đây hai số điện thoại đây nhá. 0938586307 này và 0389000555 để được tư vấn điện thoại Zalo và Facebook, YouTube đều dùng theo hai số này nhá. Em biết từ Trăm Mô Tô Hải Dương, 166 Hồng Châu, thành phố Hải Dương nhá. Trong bãi còn rất là nhiều xe khác, các loại, các dòng các bác nhá. Ok, em cảm ơn.